Hello everyone, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình. Mình còn đây còn đây em mình. Mình là gấu đầu bếp. Hôm nay mình sẽ làm món trứng đánh kem. Trứng đánh kem. Cái nguyên liệu này thì rất đơn giản, chỉ có 4 quả trứng gà với lại 1 lọ đường. Còn bánh mì thì để chấm nha các bạn. Ở đây thì có 2 cái cốc. Thì một cái cốc để đựng nòng trắng, một cái nước để đựng nòng đỏ. Thì còn cái thìa này thì để vớt nòng đỏ sang bên này, còn để lại nòng trắng này. Có nghĩa là đập quả trứng ra thì nòng đỏ sẽ rơi ở đây, còn nòng trắng sẽ rơi ở đây, và nòng đỏ mình sẽ vớt sang bên này. Nhưng mà thứ không phải mấy cái thứ này, là thứ nhất là cái này đâu. Đây này. Cái này là quả trứng. Đấy, các bạn nhìn cái xịn không? Đúng rồi, biết đầy cái gì. Nhớ con mình, nhớ. Đây. Còn bây giờ mình sẽ thực hiện làm nhá. Các bạn ơi, cái món này thì mẹ mình thần làm vào cuối tuần để cho mình ăn. Thì nó rất là ngon. Thì mình làm này để cho các bạn làm ấy. Mình làm này để hướng dẫn cho các bạn làm. Thì cũng kể xong rồi thì mình bây giờ sẽ thực hiện nhé các bạn. Đây là một quả trứng gà. Mình sẽ bỏ nòng đỏ vào cốc này, còn để lại nòng trắng ở cốc này. Mình sẽ làm nhá. Chưa vỡ. Đây rồi. Vỡ rồi. Ui, mình không biết làm. Các bạn ơi, nhỡ tay quá. Bây giờ mình sẽ làm lại nhá. Đổ ra chỗ này. Các bạn ơi, quả đầu tiên hơi bị lỗi. Bây giờ chỉ có một tí lòng nữa. Bây giờ quả thứ hai mình phải cẩn thận và chú ý. Trời ơi. Bây giờ mình sẽ nhờ có giữ cái tay này nhá. Giữ nha. Tay đây này. Vào tay chết rồi. Nhấc ra. Các bạn ơi, đây thành công rồi. Nhưng mà nhưng vẫn lỗi các bạn ạ. Nhưng mà không sao, mình cũng tách đôi nòng đỏ với nòng trắng ra được rồi. Các bạn, cái này không vớt đi được đâu. Cái này nhá, trưa ngày mai nhá, nấu này ăn nhá. Với lại 2 quả trứng này nữa, ăn là ngon. Đấy, cũng thiếu đồ ăn. Bây giờ mình sẽ cho đường. Mình chỉ cho một thìa đường thôi. Thằng kia mình sẽ ngoái lên. Ngoái này. Ở đây rồi. Chắc là không biết đâu. Đứa này nha các bạn. Chắc là sẽ không đồ ăn đâu. Mình sẽ ngoái lên. Khi mình cho đường vào cốc trứng này rồi thì mình sẽ dùng máy đánh trứng để ngoái. Đây à, mình cho này vào đây xong mình ngoáy lên là xong rồi. Các bạn tiếp theo, các bạn ơi, thường thì mẹ mình giữ này để đánh trứng cho mình ăn cái món này, nhưng mà tay mình quá yếu thì đây mẹ mình sẽ đánh như này, nhưng mà tay mình quá yếu không làm được thì bố mình làm cho một cái giá đỡ để mình để cốc vào đây rồi để này lên đây, rồi chỉ cần ấn nút là xong. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhá. Các bạn ơi, nhìn cái giá đỡ của bố mình ok. Wow, okay luôn. Bây giờ mình sẽ gặp một cái. Một cái. Giòn không các bạn? Các bạn ơi, cái này chỉ có 3 phút thôi. Là nó sẽ bong trứng đây, là mình sẽ ăn được. Mình phải đợi nó. Xong rồi mình mới cắt mấy cái này. Để em qua làm quá. Bố đang rất thèm các bạn ạ. Mình sẽ cắt bánh mì làm đôi. Và cắt từng sợi một nha các bạn. Làm thôi nào. Hơi lực. Do tay mình hơi yếu rồi. Hai cái đôi. Này đây. Mình cắt làm đôi rồi. Bây giờ mình sẽ cắt dọc để cho thành sợi chỉ. Để nó
để nó còn ăn nhiều hơn. Ui, dài quá các bạn. Các bạn ơi, đây là kết quả mình cắt xong, nó sẽ thành những vần như thế này. Đấy, các bạn nhìn có ngon không? Ngon chắc, chắc chấm vào hết sảy đấy. Còn bây giờ đến công đoạn tiếp, là công đoạn là đánh trứng. Nó chưa xong. Bây giờ mình sẽ đánh. Các bạn sẽ đánh một lúc nó sẽ bông như thế này. Các bạn nhìn ngon chưa? Chấm kiểu hết sảy luôn. Chiu chiu hay 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 chiu 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 hay hay. Các bạn ơi, đây này. Khi kết quả 3 phút mình làm. Đây là nước chấm thứ nhất của mình. Còn đây là nước chấm thứ hai. Cái thứ hai đã sắc xong. Thì ăn cái này thì các bạn không biết. Thì ăn cái này thì rất là cũng ngon. Ngon rồi, nhưng mà mình phải thưởng thức thêm một ly bên Milo nữa để cho xem nó có ngon không. Nếu như mà thấy ngon thì sẽ rất ngon và like cho mình nhé. Thì các bạn cứ về làm đi, kiểu gì cũng thành công thôi. Cũng ngon thôi. Bây giờ mình sẽ mở lắp của hộp Milo này ra, mình múc một thìa xong mình đổ trong đây để bớt mùi tanh của trứng gà nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp của nó. Ui ngon đi, ngon đi các bạn luôn. Mình cho một thìa luôn. Vậy mình rồi lại ngoáy một lúc nhé các bạn. Ok, có bảy ngoáy tiếp. Thơm quá, mới là ổ bánh mì. Và đây là trứng đánh kem. Với lại trứng đánh kem phiên bản với lại Milo. Nhưng mà mình ăn thì mình cũng phải đoàn kết. Gấu ơi, bây giờ gọi anh Tuấn sang đi. Tại vì mấy cái video trước thì cũng có Tuấn rồi. Bây giờ mình phải cũng gọi Tuấn sang. Chắc Tuấn bây giờ chắc học xong rồi đấy. Gọi Tuấn sang đi. Các bạn ơi, một tí nữa gấu xe gọi Tuấn xong. Bây giờ mình đến thèm lắm rồi. Mình đang cầm một bánh mì cứ ăn vụn mãi không được chấm. Đây là bạn Tuấn nha các bạn. Bạn Tuấn nặng như con trâu. Ngon chưa? Nặng như con trâu. Nặng như con trâu ơi. Còn bây giờ mình cất vào đây. Các bạn Tuấn này, cái này tôi vừa làm ấy. Đây còn là để giữ trứng đánh kem nha các bạn. Đây là trứng đánh kem này, đây là phiên bản Milo đường. Còn đây ổ bánh mì. Ăn thử đi, chấm ngon lắm. Mời các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Mời tất cả các bạn nha. Chấm Milo trước các bạn. Chấm Milo trước. Anh chấm được. Chấm hấy trước. Ngon quá. Milo ngon. Mình ăn bao giờ vậy? Đâu không ăn? Mày có mà xài luôn. Các bạn ơi, ăn cái này chắc ngon lắm ấy. Mẹ kiểu bảo mẹ nấu rồi ngon lắm. Nhưng mà chỉ có anh chị nấu thôi, còn em nhớ không nấu đâu. Các bạn, đánh này mình sẽ hỏi đánh một câu này. Đấy nè, ăn Milo hay ăn cái bình thường ngon hơn? Cái nào ngon hơn? Để chấm cho các bạn ăn biết. Mình đã ăn mình đói quá. Không cần phải ăn cơm. Mình rất là ngon. Milo ngon hơn các bạn.
Đấy, bảo rồi. Đấy, bảo rồi. Luôn. Xong thế. Chấm. Chấm. Vừa chấm cái mùi mì. Rất là ngon. Ngon. Ăn nhờ ngán nhưng mà lâu rồi cũng ngon ngon. Các bạn ơi, bây giờ nha, trứng đánh kem còn cái mì, còn mỗi năm ổ bánh mì, nhưng mà trứng đánh kem đã bị mất hết. Các bạn ơi, thì hàng ngày thì mẹ thần làm cho mình một cốc matcha nữa, nhưng mà nhà mình còn không có nguyên liệu để làm matcha rồi. Thì nếu các bạn cứ mua matcha về làm thì ngon lắm. Còn bây giờ thì hết video rồi. Các bạn thấy hay cho mình một nút like nha, nút đăng ký, comment nữa nha, comment kết đố mà đoạn đấu nha các bạn nhé. Bye bye. Bye bye. Bye bye.